là bạn sẽ muốn như nào? Rồi, thế nào ấy luôn. Ai cho đâu còn một tí máu mà thôi. Thôi ra, thấy là thôi. Anh bị không đợi cái nào đúng kiếm rồi. 2, 3. 120 kg chứ hồi đây là lượng đam có thể là bé nhất mà cái gọi bay ba của Ajaro rồi. Ui dồi ôi, đam này là mà chú Ajaro cho nổi. Hình như là đồng heo sâu của bạn nhặt được một cái gọi là tiền bút của đồng heo sâu là tăng tập thương đến là nó ra một rất bút rất nhiều là tiền tiền cho Ajaro nè, đạt rất nhanh nè. Wow, có vẻ như là nó đang giúp Ajaro tỏa sáng là cái việc phá kiếm, còn lại thì Clara đứng hót. Đúng rồi, việc phá kiếm cứ để Ajaro, còn Clara chỉ cần tấn công là được. Rồi, đóng băng rồi, phải cố gắng nhiều lắm rồi, đóng nha, Ajaro còn một tí máu mà thôi à. Bảy rồi, ta bị đóng băng và lên chưa tới từ lẻ lên đó. Đây là còn một bữa ta đang phát kiếm với à. Hết trận kia. Đúng rồi, đúng rồi.